một ngày một niềm vui. Bữa thì cây ăn trái, bữa nay mùa xuân rồi, hoa hồng nó nở nè, rực rỡ luôn. Mình thích những cái bông hoa này, mình cứ gợi nhớ đến mấy cái câu chuyện cổ tích nên mình thích. Lúc thi gai ghét ghét định cắt vỏ chứ, nhìn thấy nó đẹp này lại không cầm lòng được, lại phải giữ thôi. Nhìn thấy đẹp không? Ok, dừng clip ở đây, mỗi một lần một cái clip để mang lại niềm vui cho mọi người thôi ha, cho mọi người.